Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì là thời điểm tháng 11 năm 2023 và em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán cực tốt của chiếc xe Avanza này. Và hiện tại thì đang được giảm 100% thuế trước bạ luôn anh chị ạ. Nên là giá lăn bánh thời điểm này đang rất là tốt. Và trước mắt chúng ta đây là phiên bản Avanza số tự động. Và Avanza ở thị trường Việt Nam thì có hai phiên bản, là phiên bản số sàn và phiên bản số tự động trước mắt chúng ta đây, và đều được lắp ráp trong nước và trong diện được giảm 50% thuế trước bạ từ nhà nước. Và kèm theo đó thì bên em cũng giảm thêm cho anh chị là 50% thuế trước bạ và tặng thêm anh chị một số cái phần quà và tiền mặt nữa. Thì cái lăn bánh xe bây giờ nó còn chỉ dưới cả giá niêm yết các anh chị ạ. Cụ thể như sau, thì đối với tháng 11 này thì phiên bản số sàn có giá niêm yết là 558 triệu, và hiện tại thì bên em đang giảm giá 43 triệu tiền mặt và giá xuất hóa đơn cho anh chị chỉ còn là 515 triệu. Lăn bánh tính ra cho anh chị chỉ còn là 548 triệu thôi. Và anh chị nào quan tâm đến vấn đề trả góp thì giúp em là chuẩn bị số tiền khoảng 144 triệu. Vâng, như anh chị thấy là giá niêm yết là 558 mà lăn bánh xong lại là 548, còn dưới cả 10 triệu so với giá niêm yết. Và phiên bản tiếp theo, phiên bản trước mắt chúng ta đây là phiên bản số tự động có giá niêm yết là 598 triệu, và hiện tại thì bên em đang giảm là 37 triệu tiền mặt, và đăng ký lăn bánh xong xuôi nó sẽ rơi vào khoảng 596 triệu. Và anh chị nào quan tâm đến trả góp thì chuẩn bị giúp em số tiền là 156 triệu thôi. Vâng, cái chiếc xe này cũng lăn bánh dưới so với cả giá niêm yết của nó. Và nếu mà anh chị nào đang phân vân giữa hai phiên bản số sàn và số tự động thì em sẽ phân biệt cho anh chị một số cái tính năng như sau. Đầu tiên thì ngoại thất thì đến 80-90% là giống nhau rồi, đều có cụm đèn là full LED này, là răng dạng phay xước, gương gập tự động, cụp mở điện này, rồi phía phần đuôi xe thì đều có là cảm biến sau. Tuy nhiên là vào phần nội thất nó sẽ có khác biệt rất nhiều. Tất nhiên là cái xe số sàn thì sẽ là dùng hộp số tay rồi, còn phiên bản số tự động ở đây sẽ dùng hộp số CVT kép, hộp số hoàn toàn mới của Avanza. Thì phần nội thất của xe thì cơ bản sẽ giống nhau, khác nhau một chút về các cái tính năng an toàn như là cảnh báo điểm mù này, rồi về túi khí. Đó là những cái quan trọng nhất. Còn ngoài ra thì sẽ là về ngoại hình và nội thất khá giống nhau. Em sẽ để máy lên để anh chị xem nhé. Xe thì cũng được trang bị đầy đủ các chức năng cơ bản, như là từ bên trái em đây, bên tay trái là có gập mở gương tự động luôn này, hơn cả vải ướt rồi. Lên xuống kính điện, rồi chống trơn trượt đã có sẵn. Rồi ở trên màn hình cũng đầy đủ rất nhiều thông tin từ cái màn hình đa thông tin này, và kết hợp với hai đồng hồ tốc độ cũng như là tua máy. Ở trên vô lăng thì có cái cụm điều khiển đa thông tin, nút nghe gọi này, rồi chip A, chip B, anh chị nào nếu có chở khách để đo quãng đường thì nó sẽ tiện hơn. Còn màn hình thì cũng được nâng cấp lên là màn hình lớn hơn màn hình 9 inch và có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, rất là lớn thôi, màn hình rất là lớn. Và điều hòa thì là điều hòa cơ, tuy nhiên là có bảng điều chỉnh điện cũng như là có cái chế độ Max Cool rất là tiện lợi. Ở trong cái mùa hè nóng nực thì khi anh chị bật cái chế độ Max Cool lên thì xe mát rất là nhanh. Vừa rồi thì em cũng có nói qua về cái hộp số này, thì em sẽ nói sâu hơn về cái hộp số là dùng hộp số vô cấp, và đặc biệt hơn nó là hộp số vô cấp két. Nên là ngoài cái tiết kiệm này, ngoài cái êm ái ra, thì cái hộp số vô CVT kép nó sẽ khắc phục được cái điểm yếu của hộp số CVT ngày xưa là lúc mà tăng tốc thì không được mượt mà, nó có dấu hiệu như bị trượt dây cu loa vậy, nghe là giống dấu hiệu bị trượt dây cu loa. Thì hiện tại là cái hộp số của cái Avanza này đã được bổ sung thêm một cái bánh răng nhỏ để phụ trách cái chức năng là tăng tốc. Ghế thì được dùng ở ghế nỉ có họa tiết là đen pha với một chút màu nâu ánh đồng. Chiếc xe Avanza này là FPV, nên là cái khoang thứ hai và thứ ba rất là rộng rãi, và đặc biệt là cái
chiếc xe này thì có thể là ngả cái ghế ra giống hệt chiếc xe Veloz đấy ạ, là ngả ra chế độ sofa để anh chị nào có thể nằm nghỉ là người thứ hai, rất là tiện lợi. Và vừa rồi thì em cũng đã thông báo cho anh chị về giá xe cũng như giới thiệu cho anh chị về tổng quan cái về xe Toyota Avanza. Anh chị nào cần em giới thiệu sâu hơn về lịch xe, giá xe, trả góp hay tư vấn về các vấn đề khác về xe thì vui lòng liên hệ giúp em, con số hotline em để trên màn hình. Em vui lòng hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.